Một trong những lý do khiến cá beta của bạn bị rách đùi, và điển hình ở đây là cá của mình. Cái lưng với cái đuôi của nó tét một khúc luôn. Bực mình ở chỗ là mình mới vừa chốt đơn cho bạn kia xong, rồi giờ bị giày sao giao, đúng là ăn với báo không à. Nguyên nhân nó rách đuôi là tại con này, tạm gọi nó là bỏ cánh cứng nha, tại mình không biết tên chính xác nó là con gì. Mấy con này cái chân của nó bám rất là chắc, khi tụi nó bay rớt vào cái hồ cá, mặt nước yên tĩnh thì bị động, và tất nhiên con cá sẽ bu lại, và chỉ cần những cái chân này bám vào lưng hoặc đuôi của con cá thôi, chắc chắn 100% sẽ rách. Còn đây là lúc nó chưa bị rách đuôi nè, coi có tức cái lồng ngực không. Thiệt tình là hai đứa mày báo không à.